Xin chào tất cả quý vị khán thính giả của đài Liberal Sài Gòn TV. Hôm nay là buổi hội thảo của về y tế của tổ hợp UCMG. Tôi bác sĩ Trương Văn Như, với sự hiện diện của bác sĩ Võ Văn Cầu là chủ tịch ban điều hành, chủ tịch giám đốc ban điều hành của tổ hợp, và tôi là thành viên trong cái board directors của tổ hợp. Xin mời bác sĩ Cầu. Cảm ơn bác sĩ Như. Kính thưa quý vị khán giả, thêm một lần nữa chúng tôi trong ban giám đốc của tổ hợp y tế UnitedCare Med Group xin hội chuyện cùng quý vị khán thính giả. Trước hết chúng tôi cũng như mọi lần xin giới thiệu sơ qua về tổ hợp y tế UnitedCare Medical Group. Tổ hợp UnitedCare Med Group là một tổ hợp có hợp đồng đầu tiên về can thiệp ma từ năm 1995 và đã hoạt động và phục vụ cộng đồng chúng ta từ 1995 cho đến bây giờ. Đó là vinh dự chúng tôi đã được tất cả quý vị trong cộng đồng chúng ta tín nhiệm và gia nhập vào tổ chức chúng tôi và được tất cả các bác sĩ gia đình chúng tôi đã phục vụ sức khỏe quý vị. Và cũng nhờ sự tín nhiệm đó mà tổ hợp chúng tôi đã phát triển rất nhanh để hôm nay chúng tôi có thể đến 34-35 ngàn bệnh nhân. Thì đó cũng là nhờ sự ủng hộ của vị. Và chúng tôi một lần nữa cảm ơn quý vị và bệnh viện đem hết tất cả khả năng chuyên môn của mình. Và chúng tôi bảo đảm rằng tất cả các bác sĩ gia đình chúng tôi và cũng như bác sĩ chuyên khoa đã học không những là Việt Nam và qua Mỹ đã học lại lấy bằng chuyên môn cũng như bác sĩ xuất thân từ Mỹ. Họ đã hành nghề ở đây và có bằng chuyên môn và bằng bác sĩ gia đình ở Mỹ. Thì đó là vinh dự chúng tôi. Và nhờ khả năng chuyên môn của họ, họ được đào tạo một cách chu đáo ở Mỹ, đem về khả năng chuyên môn và làm thế nào để sức khỏe quý vị được bảo đảm. Nhất là vấn đề y khoa vào người. Quý vị biết rằng y khoa vào người là rất là quan trọng. Vì vậy, tổ hợp chúng tôi đặt cái y khoa phòng ngừa, tức là phòng mình hơn chữa bệnh. Bằng cách làm thế nào? Thứ nhất là dùng những cái phương tiện mà có thể có để chích ngừa, làm thế nào đừng để cái bệnh phát triển và tái phát và nhiều khi biến thành rất là nguy hiểm trên mạng của mình. Cái điểm thứ hai nữa là ngoài cái bệnh và có thể dùng được cái phương pháp ngừa là chích ngừa bệnh khác, ví dụ như sư vô dài hạn hoặc là tất cả nhiễm trùng dài hạn, thì chúng tôi tạo mọi điều kiện bằng cách nếu khi nào quý vị có bệnh thì đến bác sĩ gia đình càng sớm càng tốt để họ khám và cần thiết họ cho thuốc sớm thì công việc việc chữa trị hồi hương và căn bệnh nó khỏi biến thành nặng hơn và nguy hiểm đến sức khỏe của mình. Thì đó là hai cách phòng ngừa mà chúng tôi đặt ra. Thì bên cạnh tôi là có bác sĩ Trương Như là bác sĩ gia đình. Bác sĩ gia đình là một bác sĩ trực tiếp liên lạc với quý vị, theo dõi quý vị và cung cấp những dịch vụ phòng ngừa để cái bệnh được tránh phát triển. Vì vậy chúng tôi hôm nay có bác sĩ Như thì chúng tôi xin mời bác sĩ Như nói một chút về cái y khoa phòng ngừa như thế nào đối với các bệnh nhân của chúng ta. Kính thưa quý vị, thì nhiệm vụ của bác sĩ gia đình là trị bệnh cho bệnh nhân, nhưng mà cũng là cái nhiệm vụ chính là phòng ngừa cho bệnh nhân. Tức là tới mùa cúm thì chúng ta phải chích ngừa cúm. Ngoài ra những cái đứa trẻ thì phải theo lịch trình chích ngừa của các trẻ em theo quy định của CAPTIMA, cũng như là những cái trẻ em mà ngừa về cho trẻ gái cũng như trai những bệnh về ung thư cổ tử cung, cũng như những cái bệnh mà của người lớn là như là dời leo hay là đi tháp, là phong lồng gánh, ho gà, tất cả những cái đó, thì hoặc là sưng phổi.
thì tất cả các bác sĩ gia đình trong tổ hợp UCMG có nhiệm vụ phải lo cho bệnh nhân, và dĩ nhiên là tùy theo cái lứa tuổi, tùy theo cái điều kiện bệnh lý của bệnh nhân, thí dụ như một người tiểu đường, viêm gan, cao máu thì cái việc chích ngừa nó phải tích cực, phải phải bác sĩ gia đình phải có nhiệm vụ phải khuyến khích các bệnh nhân để mà hoàn thành những cái chích ngừa để phòng bệnh. Bởi vì cái xương phổi bây giờ dĩ nhiên là không phải là chúng ta chích ngừa là chúng ta không bị bệnh đâu, nhưng mà có anh thể nói là cái bệnh như xương phổi chẳng hạn thì cái ngừa đó nó có giúp cho đa số chúng ta không mắc phải, nhất là khi chúng ta còn ở cái tuổi mà cũng không có đến độ phải lớn tuổi lắm, không phải già lắm. Ngoài ra bác sĩ gia đình có nhiệm vụ phải khuyến khích những cái trường hợp như bệnh nhân có bệnh tiểu đường thì phải theo dõi những cái lượng đường, và ngoài cái bệnh nhân trị cho bệnh nhân, chúng ta cũng nên khuyên những người con của bệnh nhân, tức là nói bệnh nhân để nói về giáo dục con họ là không có nên ví dụ như tiểu đường thì cũng không có nên ăn ngọt nhiều quá lúc còn trẻ, bởi vì trẻ em có nhiều khi nó đâu có thấy nó bệnh hoạn gì đâu, nó khỏe quá mà sao là không cho nó ăn chè nhiều, không cho ăn đường nhiều, không cho ăn bánh mì nhiều, ăn bột nhiều, thì cái đó chúng ta phải giải thích cho bệnh nhân thật là rõ ràng để bệnh nhân về giáo dục cho con em của họ, để khi trong tương lai thì cái bệnh tiểu đường nó không có phát hiện sớm, mà nó nếu chúng ta ăn uống kỹ thì nó cũng có thể bị tiểu đường, nhưng mà thay vì 40 tuổi 50 tuổi bị bệnh thì có thể 60-70 tuổi mới bị bệnh. Đó là lý do tại sao mà bác sĩ gia đình rất là quan trọng, và luôn luôn chúng ta phải chúng tôi luôn luôn ở trong tổ hợp UCMG chúng tôi có nhiệm vụ là phải ngoài cái trị bệnh còn phải giáo dục, phải chỉ dẫn cho bệnh nhân tường tận về những cái bệnh lý mà chúng ta có thể ngừa bệnh được. Như quý vị biết rằng là bác sĩ Như là một bác sĩ gia đình, và ngoài cái tất cả những chữa trị cho bệnh nhân quý bệnh quý vì có bệnh, bác sĩ Như trong đó cái vấn đề y khoa và ngừa là một điểm quan trọng như bác sĩ đã nói. Thì chúng ta đã nói rằng là về mùa cảm cúm thì chúng ta biết người cảm cúm, về những người lớn tuổi trở lên 85 tuổi trở lên và nhất là những người bị bệnh phổi thì chích ngừa và cho thuốc để tránh cái viêm phổi, và có những chích ngừa khác nữa như tôi chẳng là vấn đề về chuyên về sản phụ khoa. Thì sản phụ khoa như quý vị nói sẽ chích ngừa cái gì, như quý vị rằng là cả hai cái ung thư vú và ung thư cổ tử cung, nếu như mà mình không có theo dõi và ngừa bệnh hoặc là khám bệnh sớm, chẩn đoán sớm thì công việc chữa trị hữu hiệu hơn. Vì vậy, cái y khoa phòng ngừa là cũng quan trọng. Vì những ung thư cổ tử cung thì như quý vị biết rằng thì có cái tiền ung thư cổ tử cung là một cái tiền cái giai đoạn mà nó từ cái tế bào bất bình thường cho đến cái tế bào ung thư nhiều khi cả 2, 3, 4 năm. Thì cái giai đoạn 2, 3, 4 năm đó nếu như có tế bào tiền ung thư thì mình làm cái pap test, tức là pap smear. Thì nếu quý vị đi mỗi năm mỗi lần thì chúng tôi làm cái pap test. Có những tế bào bất bình thường nghĩa là không phải là ung thư, nhưng mà khả năng nó có thể phát triển ung thư 2-3 năm về sau nếu không chữa trị. Vì nếu tìm một giai đoạn mà pap test và bất bình thường thì ung thư thì chúng tôi có thể chữa được một cách dễ dàng. Như vậy nếu chữa được cách dễ dàng và theo dõi 5 năm đầu cứ 4 tháng một lần, năm thứ 2, 6 tháng một lần. Và như vậy á, thì tìm ra và chữa trị rồi theo dõi, cho nên cái ung thư cổ tử cung giảm thiểu rất nhiều. Như quý vị biết rằng ung thư cổ tử cung trước đây rất là cao. Đối với cộng đồng chúng ta đó, 40 lần cao hơn những người da trắng là ung thư cổ tử cung. Nhưng mà quý vị rằng từ khi mà có làm cái pap test đó hàng năm, thì khi hàng năm tìm được cái giai đoạn gọi là tiền ung thư là bất bình thường mà chưa phải ung thư,
chúng tôi chữa trị thì như vậy không có bắt đẹp, không có ung thư cổ tử cung. Chẳng hạn như cách đây 10 năm khi chúng tôi đến đây thì chúng tôi làm cái test ung thư, có một vài người có ung thư cổ tử cung. Tuy nhiên trong 10 năm sau đây đó thì chúng tôi không thấy, trong văn phòng mặt chúng tôi không thấy có ung thư cổ tử cung nữa. Nhưng có cái giai đoạn tiền ung thư thì chúng tôi làm test, rồi chúng tôi theo dõi và chúng tôi chữa trị. Thì vì vậy cho nên trong 10 năm gần đây chúng tôi không thấy một ung thư cổ tử cung. Cái đó là một cái mà mình gọi rằng là miracle thì người ta không biết để nói. Và thực tế ra đó, theo dõi cái chương trình đó và tìm cái giai đoạn tiền ung thư chữa được cho nên không có ung thư. Thì cái đó là cái kết quả rất là tốt. Thì như quý vị biết rằng hiện tại là cái ung thư cổ tử cung giảm thiểu đến 75-80%. Rất là thấp. Hiện đại tối đa là cái ung thư của cái cổ tử cung á vào khoảng 4.000-6.000 thôi. Thì như quý vị rằng đó là giảm thiểu đến 75%. Và trong tương lai với cái kích ngừa Gardasil cho các bé gái cũng như các bé trai khoảng 12 tuổi phải không cậu? Vâng. Thì tôi nghĩ là cái ung thư cổ tử cung trong tương lai sẽ giảm nữa. Đó là cái đối với ung thư cổ tử cung. Còn ung thư ngực thì tùy theo, nếu mà trong cái gia đình đó có những người bị ung thư ngực thì thường thường chúng tôi, ung thư ngực mà nhất là ung thư ngực ở cái tuổi mà sớm đó, thì chúng tôi cũng làm mammogram sớm hơn hoặc là breast ultrasound sớm hơn bình thường, là tại vì quý vị biết là cái ung thư ngực nó có thể xảy ra trong gia đình. Và nếu mà không có, mà trong gia đình không có thì thường thường là trên 40 tuổi thì chúng tôi cho làm mammogram, là chụp hình ngực. Và dĩ nhiên là đàn ông hoặc là cả bệnh nhân nam cũng như nữ thì tới cái tuổi 50, lúc trước là 50, bây giờ còn 45 thì chúng tôi phải cho screening cái ung thư ruột già. Cái đó là một cái mà người Việt Nam mình bị cũng rất nhiều. Và lúc trước thì trong cái cộng đồng chúng ta thì ung thư ruột già rất nhiều, và lúc sau này cái sự khám phá cho thấy là chúng ta phải screening sớm hơn. Ở 45 tuổi thì chúng tôi đã cho làm tìm cái ung thư ruột già, kêu là colon cancer screening đó. Và dĩ nhiên là những người mà bị viêm gan thì nhất là viêm gan B và C thì chúng tôi phải theo dõi rất là kỹ, nửa năm một lần. Chúng tôi phải thử tổng quát, phải đếm vi trùng, cũng như là làm cho cái abdomen ultrasound, làm siêu âm cái bụng để xem cái tình trạng của lá gan. Do đó thì cái việc mà phòng ngừa bệnh nó là một yếu tố rất là quan trọng. Và dĩ nhiên là những người mà bị viêm gan thì B và C thì chúng tôi phải theo dõi, phải đếm vi trùng và phải cho ultrasound. Ngoài ra những cái người mà hay bị viêm bao tử thì những cái chúng tôi phải cho để tìm cái H. pylori infection. Này cũng là một cái cách mà để chúng tôi cho trị liệu, và để vì cái H. pylori là cái vi trùng mà nó có thể gây, nếu mà bị gây viêm bao tử thường và có thể gây biến chuyển qua ung thư. Cho nên cái đó cũng là một trong những cái yếu tố mà bác sĩ gia đình chúng tôi luôn luôn phải chú tâm theo dõi cho bệnh nhân. Ngoài ra tới cái tuổi mà thường thường là cỡ 40 trở đi là chúng tôi bác sĩ gia đình cũng phải cho đi check tim, mặc dù không có triệu chứng về đau ngực hay lói ngực khó thở, nhưng mà vì cái nhất là những cái người mà ở đây lâu á, thí dụ như người mà qua 75 bây giờ, hồi còn nhỏ xíu bây giờ là 40, 50 đó, thì bị hạ áp tắc rất là nhiều. Cho nên chúng tôi dầu có triệu chứng là anh có bị triệu chứng tim hay là không, chúng tôi cũng cho gửi qua bác sĩ tim để ít nhất cũng phải làm cái stress test, phải đi đi treadmill để tìm coi có bị tim có bị vấn đề gì không.
đó là những cái mà bác sĩ gia đình chúng tôi luôn luôn phải chú trọng. Đó, thế là như bác sĩ như nói cũng như tôi đã nói thì cái E4 phòng ngừa là rất quan trọng, là ngừa bệnh hơn chữa bệnh. Đôi xưa ông bà chúng ta đã nói ngừa bệnh hơn chữa bệnh, thì ở Mỹ đây cái câu ngừa bệnh hơn chữa bệnh là chính xác nhất, là vì ở Mỹ nhờ phương tiện tự tung cho nên công việc ngừa bệnh nó đầy đủ và có khả năng tìm ra truy tập được lần hơn. Chẳng như quý vị muốn ngừa bệnh như là prostate cancer chẳng như tìm trường hợp mình làm cái prostate antigen bằng bác sĩ như PSA thì mình tìm cái làm cái test đó, và nếu như thấy rằng nó lớn thì bác sĩ sẽ, gia đình sẽ gửi đến ông bác sĩ chuyên về nều, đường nều, tức như là về thần chi đó, urology đó, họ quay cái đó, và nếu như mà tìm được sớm thì công việc mổ sẽ được hữu hiệu hơn, được bảo đảm hơn và tránh ung thư. Thì nói chung ung thư ngay bằng ung thư có những phương tiện để tìm cái giai đoạn có thể là biết trước được và mình chữa trị sớm được, thì công việc chữa trị sớm được để hữu hiệu hơn và bảo đảm hơn. Nếu để rằng đã lấy bệnh rồi và lan rằng rồi là metastasis đã ăn rồi thì công việc chữa trị ngay làm được, nhưng mà cái công sự chữa trị được không hoàn hảo và có thể là vẫn có thể nguy hiểm tính mạng. Rồi bệnh nhân phải đau đớn, thường thường nếu trẻ thì thường thường bệnh nhân có khi cái bệnh nó lan ra chỗ khác, nhất là nó lan vô xương thì rất là đau đớn. Chúng tôi cố làm sao khuyên bệnh nhân ở thí dụ như nó nói cái nhiếp hậu tuyến đó, thì thường thường nếu mà bệnh nhân ở tuổi trên 40 gần 50 mà phải tối phải đi tiểu nhiều lần thì chúng tôi phải check cái nhiếp hậu tuyến, có thể dùng ngón tay trỏ hoặc là nếu không thì chúng tôi cho thử PSA, mặc dù nó không có phản ảnh đúng như vậy nhưng mà cái đó cũng giúp một phần để chúng tôi có thể gửi qua bác sĩ chuyên khoa và để giải quyết cho vấn đề mà đi tiểu ban đêm nhiều lần. Đi tiểu ban đêm nhiều lần thì có thể là bị tiểu đường nhưng mà cũng có thể do nhiếp hậu tuyến, thì hai cái đó chúng tôi, nhất là ở đàn ông thì nhiếp hậu tuyến, còn đàn bà thì tiểu đường. Có thể nếu mà đi tiểu nhiều lần cũng có thể do cái bụng đái nó bị kích thích quá độ, nó kêu là hyperactive bladder syndrome đó, thì thường thường cái đó thì dễ trị hơn, và dĩ nhiên là chúng tôi phải lo, bác sĩ gia đình phải lo những vấn đề đó. Có một điều nữa là ung thư cổ tử cung, thì cái ung thư cổ tử cung nhờ cái pap test cho nên cái ung thư cổ tử cung nó giảm thiểu rất nhiều. Vì vậy cho nên có một số người vì hơi hiểu lầm cho nên tôi không cần đi khám cổ tử cung nữa, thay vì đi mỗi năm một lần, chúng tôi 3-4 năm đi một lần. Khi mà quý vị đến khám bác sĩ chuyên khoa đó, không những khám để coi cổ tử cung có những tế bào bất thường không, vì ngoài cái ung thư cổ tử cung có ung thư buồng trứng. Ung thư là ung thư mà cái tử vong là rất cao. Vì do tại sao? Vì nó là lặng lẽ, là silent killer đó, nghĩa là lặng lẽ. Đến khi mà biết rằng mình có bướu đau rồi đó, thì cái ung thư đó, buồng trứng đó đã lan rộng ra nhiều. Vì vậy nên công việc chữa trị và tìm sớm của ung thư cổ tử cung rất là khó. Vì vậy cho nên cái tử vong của ung thư buồng trứng có tiến bộ nhưng mà không được là tiến bộ lắm đối với ung thư cổ tử cung. Đấy. Thành cho nên chúng tôi đề nghị rằng ngay cái pap test không những là làm, không cần phải làm là một lần một mỗi năm một lần, làm hai năm một lần hoặc ba lần nữa luôn, nhưng mà quý vị cũng nên đến khám bác sĩ chuyên khoa mỗi năm một lần. Vì bác sĩ chuyên khoa họ khám ngoài cái pap test ra, họ quay cái vùng trứng mình có bệnh không, họ quay rằng tử cung mình có bệnh không, có bướu không, cái lòng tử cung mình có bức bình thường không. Vì ung thư trong lòng tử cung cũng khó, mặc dù cái tử vong nó thấp hơn ung thư buồng trứng, cho nên chúng tôi đề nghị quý vị nên đến bác sĩ chuyên khoa sản khoa mỗi năm mỗi lần. Ngoài
truy tầm ung thư cổ tử cung còn ra mình truy tầm ung thư buồng trứng, ung thư truy tầm ung thư lòng trong bàng trứng. Thì truy tầm ung thư được làm thế nào tìm nó được? Trước tiên là khám, nếu mà đã hơi lớn hoặc là nó bắt đầu nó mọc lên nhiều rồi thì đau, triệu chứng đầu tiên. Cái điểm thứ hai nữa là nhiều khoảng ngày lặng lại lắm, thì nhờ cái ultrasound, cái siêu âm, cái phương tiện tối tân hiện tại là cái siêu âm là bằng cánh tay mặt của bác sĩ, nhờ cái siêu âm họ siêu âm coi buồng trứng mình có bự không, coi lòng trong tử cung mình có dày không, coi tử cung mình có bự không, và cái siêu âm được giúp cho bác sĩ chuyên khoa, sản khoa để tìm những cái bệnh đó sớm. Và như quý vị biết rằng tìm được ung thư buồng trứng sớm thì công việc chữa trị được hữu hiệu. Tuy rằng là công việc trị rất là bảo đảm và có cái có tới sao cái ung thư cái buồng trứng nó không được tiến nhanh lắm như ung thư cổ tử cung, vì lý do là nhiều khi bệnh nhân đến bác sĩ đến và khám bác sĩ quá trễ, cho nên khi mà đến rồi thì cái ung thư buồng trứng đã lan rộng ra và nó lan rộng rất nhanh, lan rộng đến ruột, lan rộng đến tử cung, lan rộng rất nhanh. Vì vậy cho nên cái ung thư buồng trứng mặc dầu cái phương tiện tối tân cái ung thư buồng trứng vẫn có tiến bộ nhưng không được cái tiến bộ là không được mình mong muốn. Vì vậy chúng tôi đề nghị quý vị nên đi bác sĩ khám chuyên khoa mỗi năm mỗi lần để có thể được tìm cái ung thư buồng trứng sớm hơn và công việc chữa trị được bảo đảm hơn. À, một cái điều nữa là quý vị biết là cái năm rồi kéo dài qua năm nay, tức là mưa nhiều quá cho nên hoa dài và hoa đẹp nở rất là nhiều, và dĩ nhiên là trong không khí bây giờ thì nó có nhiều pollen cho nên vấn đề dị ứng allergy nó sẽ nhiều hơn mọi năm. Và mới vô mùa xuân thì đã có nhiều người bị át xì, bị nhảy mũi, bị running nose, bị chảy nước mũi. Thì cái chuyện đó thì quý vị biết là uống nhiều nước và nhiều ăn nhiều vitamin C, cũng như là uống nhiều nước. Và dĩ nhiên là quý vị nên nếu mà có bị những cái triệu chứng thì tới bác sĩ gia đình để được cho bác thuốc dị ứng. Và cũng như nếu mà không thuốc dị ứng cũng chưa có nhiều nhiều hiệu, nhưng mà nếu mà cũng chưa đủ thì có thể bác sĩ gia đình sẽ cho thuốc bơm mũi hoặc là bơm cổ họng, tùy theo trường hợp. Khi tổ hợp chúng tôi là, tôi xin nhắc là tổ hợp y tế United Care Medical Group là một tổ hợp hoạt động trong cộng đồng chúng ta từ năm 1997 bây giờ, và chúng tôi có đến 35-36 ngàn bệnh nhân. Và làm thế nào để gia nhập vào tổ hợp chúng tôi? Trước tiên xin quý vị liên lạc tại bác sĩ gia đình quý vị, và quý thấy rằng quý, nếu thấy rằng chúng tôi phù hợp sức khỏe quý vị một cách chú đáo thì quý vị liên lạc với bác sĩ gia đình để gia nhập vào chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi có những số điện thoại là ví dụ số toll free là 1-877-256784, 1-877-256784. Số phone này có trên màn ảnh thì quý vị bằng ngoài số điện thoại này đến văn phòng của tổ y tế United Care Med Group và các nhân viên chúng tôi giúp quý vị làm thế nào quý vị gia nhập vào chúng tôi. Chúng tôi chú quý vị cũng gọi số điện thoại là 1-800-960-9070, 1-800-960-9070, hoặc là, và chúng tôi đề nghị rằng là liên lạc thẳng đến bác sĩ gia đình quý vị thì quý vị bác sĩ gia đình sẽ giúp quý vị gia nhập vào tập chơi một cách dễ dàng hơn và bảo đảm hơn. Thì nếu quý vị muốn gia nhập chúng tôi, xin liên lạc trước tiên là bác sĩ gia đình và nói rằng chúng tôi muốn gia nhập vào tổ hợp y tế United Care Med Group, thì bác sĩ gia đình họ giúp quý vị liên lạc gia nhập vào chúng tôi. Hoặc là bằng cách khi quý vị có hợp đồng với Camtima
khi quý vị có một nguy cơ và nằm trong Optima thì quý vị nói bác sĩ Điền thì bác sĩ Điền giúp quý vị liên lạc. Hoặc là quý vị ở tổ hợp khác muốn gia nhập vào chúng tôi thì cũng nói bác sĩ Điền thì bác sĩ Điền họ giúp quý vị để chuyển vào tổ hợp chúng tôi. Thì chương trình F chúng tôi một lần nữa xin quý vị gia nhập tổ hợp của y tế Vinatech Group. Chúng tôi có Captima, chúng tôi có OnCare, OnCare Connect. Chúng tôi có Brand New Day, Sangtan Heplan cho quý vị lớn tuổi trở lên. Và chúng tôi cũng có Blue Cross, Blue Shield và Cigna cho quý vị có thu hưởng. Insurance, Blue Cross, Blue Shield và Cigna. Thì chúng tôi một lần nữa xin cảm ơn quý vị lắng nghe chương trình của chúng tôi và quý vị gia nhập bởi ta vào tổ hợp chúng tôi bằng cách liên lạc với bác sĩ gia đình và tự với tích là giám đốc của tổ hợp y tế United Medical. Chúng tôi rất cưng hành đón chào quý vị và đem khả năng chuyên môn của mình để phục vụ sức khỏe quý vị đã được bảo đảm hơn để quý vị trở lại với gia đình để phục vụ với gia đình. Chương trình của chúng tôi đến đây xin tạm ngưng và xin hẹn tất cả quý vị khán thính giả của Lido Sài Gòn TV lần hội thảo lần kỳ sau. Thì một lần nữa với tư cách là giám đốc của tổ hợp UCMD chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình chúng tôi và chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ sức khỏe quý vị và đem về khả năng chuyên môn của mình làm thế nào sức khỏe quý vị được bảo đảm hơn và công việc làm ăn của quý vị tránh những trở ngại và thứ hai nữa là về phục vụ gia đình. Thì xin cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị một buổi tối được hạnh phúc và vui vẻ với gia đình. Xin chào quý vị.